đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coi 98 còn chúng ta bây giờ chuyển qua nói về tình hình chung của thị trường tài chính đi thì chúng ta thấy được là bắt đầu à, một cái tháng mới đó thì chỉ số Nasdaq nó vẫn kết thúc là một màu đỏ chúng ta nhìn thấy được là hôm nay nên một ngày cũng khá là dao động à, hồi sáng này đó cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó đều là màu đỏ nhưng mà cuối cùng kết thúc thì ít ra hai chỉ số kia đó Dow Jones và S&P 500 À, thì cũng uh, chuyển qua màu xanh một chút nhưng mà Nasdaq thì vẫn đỏ và hiện bây giờ pre market uh, thì không có động tĩnh nhiều phần lớn đó là mọi người đang chờ đợi xem là ngày mai đó cái uh, phần trăm thất nghiệp thông báo như thế nào tại Hoa Kỳ và ước tính đó là ba phần trăm có nghĩa là tương đương với tháng vừa rồi có nghĩa là phần trăm thất nghiệp ước tính bây giờ vẫn đang rất là thấp à, và đương nhiên nếu như mà hình nghĩ là ngày mai phần trăm thất nghiệp còn thấp hơn 3,5% phẩy phần trăm đó thị trường là sẽ tiếp tục đỏ tại vì mọi người uh, nghĩ là nếu như mà thất nghiệp đó tốt như vậy, phần trăm thất nghiệp thấp như vậy thì Fed uh, sẽ càng tăng mạnh hơn nữa về cái phương diện lãi suất. Chúng ta sẽ biết ngày mai tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Uh, còn về uh, vàng thì chúng ta được vàng không thay đổi nhiều. À, vẫn đang nắm níu 1.700 đô cho một ounce vàng hiện tại còn à, về dầu đã hợp đồng bây giờ thì vẫn dưới 90 đô 87 đô chúng ta muốn thấy cái giá này tiếp tục đi xuống thêm nữa và thông tin lớn về tài chính thì cũng không có nhiều rồi các bạn ngoại trừ chúng ta chờ đợi cái tài liệu liên quan đến thất nghiệp ngày mai đó thì chúng ta cũng có một thông tin khá là thú vị đối với thuận tại vì thuận cũng mới biết là Nvidia đó là công ty mà làm những con chip khi mà cũng đã biết và cũng làm những cái card đầu họa đó thì uh, Nvidia Uh, đã thông báo đó là tại vì chính phủ của hoa kỳ là không cho bán những con chip mà hạng cao đó giống như là họ nói đây là a 100 hay là h 100 trăm uh, đây những con chip mà có thể dùng để mà làm trí tuệ nhân tạo uh, và có thể dùng trong vũ khí đó thì uh, thủ cũng mới biết là chính phủ hoa kỳ không cho phép Nvidia bán cho Trung Quốc và nước Nga thì tại sao các bạn cũng dễ hiểu rồi tại vì nước Nga và Trung Quốc đó thì đối với là chính phủ Hoa Kỳ bây giờ là hai cái quốc gia đối đầu về nhiều phương diện cho nên không cho phép bán những con chip như thế này để họ có thể sử dụng trong chế tuệ nhân tạo hay là vũ khí À, và vì lý do đó, đó Nvidia nói là tại vì họ không thể bán những con chip này cho Trung Quốc và nước Nga đã có thể dẫn đến tổn thất là tới 400 triệu lần Và đương nhiên điều này đã, đã dẫn đến là cổ phiếu của Nvidia xuống à, 8% ngày hôm nay, 7,6% cho chính xác hơn Và đóng cửa thì xuống thêm 0,4% Và chúng ta được là ngay cả AMD, đó công ty cạnh tranh với Nvidia thì à, cũng à, gặp trường hợp tương tự xuống khoảng chừng 3%, xuống không nhiều lắm À, tại vì amd không phải một công ty mà bán nhiều trung quốc với lại nước nga và nvidia đã cũng đã nói rõ hơn là tuy là bây giờ đang cấm không cho bán cho nước nga và nước trung quốc nhưng mà sản xuất thì vẫn có thể sản xuất ở trung quốc được và hiện bây giờ họ vẫn sản xuất những con chip này đến từ hồng kông đây là thông tin của Nvidia Ngoài trên thông tin này ra, đây những thông tin lớn khác tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta cũng có cái cập nhật mới nhất liên quan tới cái sự kiện của sàn Malgox à, Khi nào thì họ mới trả cái số lượng Bitcoin và cái số lượng Bitcoin Cash cho những nạn nhân mà đã bị hacker tấn công trước đây Thì chúng ta có cái cập nhật mới nhất đó là các nạn nhân hay chúng ta gọi là chủ nợ đó Thì có thời hạn đến ngày 15 tháng 9 để mà điền đơn chờ nhận bồi thường ngày 15 tháng 9 thì sẽ vào thời kỳ gọi là thời kỳ hạn chế. Trong giai đoạn hạn chế đó, thì việc chuyển nhượng hoặc là ký thừa các đơn bồi thường sẽ bị cấm. Thì để hiểu rõ hơn là nếu các bạn là một nạn nhân mà đang chờ được bồi thường, thì các bạn còn khoảng chừng 2 tuần nữa, các bạn phải lên trang web của Malgox để mà điền đơn để nhận bồi thường và nhận như thế nào và nhận cái ví nào. Thì các bạn phải điền hết những thông tin đó và có nhiều người trong nhiều bao nhiêu năm qua đó là họ không muốn chờ đợi nữa, cho nên họ đã bán cái giấy kế thừa đó cho một công ty khác giống như là thay cái bạn sẽ được bồi thường giá sẽ như là 10 BTC đi cái bạn bây giờ không muốn chờ đợi tại vì chờ đợi quá lâu thì có những công ty họ sẽ mua lại cái giấy bồi thường đó với cái giá rẻ hơn có thể là 5 BTC hay gì đó nhưng mà họ sẽ chờ đợi để mà nhận được cả 10 BTC có đó gọi là cái quyền chuyển nhượng thì cho đến ngày 15 tháng 9 á, sẽ đi vào thời kỳ hạn chế và các bạn không bán những cái giấy đó không được chuyển nhượng nữa như là chúng ta đang biết hiện bây giờ đó thì sàn Malgox họ đang thống kê các nạn nhân để mà bồi thường à, Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết được là khi nào họ mới à, thực sự là bồi thường Nhưng mà họ sẽ bồi thường theo đợt chứ không phải là trả hết tất cả cùng lúc 137.000 BDC Mà nhiều người lo lắng là sẽ đâm trên thị trường Thì chúng ta thấy được là cho đến bây giờ vẫn chưa biết ngày nào họ sẽ trả Và họ sẽ trả bao nhiêu thời gian chúng ta không biết hiện tại Chỉ biết là ít nhất trong vòng 2 tuần tới đây không có đồng nào được trả hết tại vì à, họ vẫn đang chờ đợi cái nạn nhân điện đơn mà. cứ có một cập nhật là liên quan đến Celsius như mà nào mà quan tâm đó, thì các bạn đã nhớ là Celsius uh, đã nói là nếu như mà không cho họ bán BTC đây cái số lượng bitcoin họ đào uh, thì họ chỉ có cái chi phí để mà kinh doanh đến tháng 10 là họ hết tiền. Thì uh, chúng ta thấy được là cái uh, dữ liệu tài chính mới nhất của Celsius uh, thì cho thấy được là họ có thể là tiếp tục hoạt động cho đến uh, cuối tháng 11 thì họ vẫn còn uh, dư ra 42 triệu hiện tại. Và bên dưới này đó mới là điều quan trọng Họ nói là họ đã có thêm tiền Tại vì thứ nhất là họ bán đi một số lượng BDC mà họ đào Và thứ nhì là họ mượn 70 triệu đô la Từ quên là từ một cái công ty nào Nhưng mà họ mượn được 70 triệu để tiếp tục hoạt động Và điều này đó thú vị một chỗ là chúng ta đã biết là gần đây đó có một số đợt giá cao của BDC Đi xuống mạnh và chúng ta không rõ lực bán đến từ đâu Và có một số người đó nghĩ là có thể là người bán là Celsius thì ít ra bây giờ đã chúng ta cũng biết là Celsius thực sự đã bán BTC rồi nhưng mà có phải là họ bán trên sàn hay là họ bán thông qua OTC chúng ta không rõ hiện tại nhưng mà những đợt mà xuống mạnh đột ngột đó có thể là tại vì Celsius bán đi à, cái số lượng Bitcoin trong tay của họ và một điều khác liên quan đến Celsius là họ có một cái đơn vị gọi là lưu trữ tiền cho khách hàng có tên là Celsius Custody Service thì đây là cái đơn vị mà giữ dùm cho khách hàng mà thôi, không giống như là các bạn gửi lên Celsius để các bạn có thể uh, lấy lại hàng tháng, mà đây là cái đơn vị của Celsius mà các bạn có nhiều crypto để các bạn gửi lên nên giờ họ giữ dùm và các bạn trả tiền cho họ giữ thì uh, dựa theo cái hợp đồng giữa người gửi đó và Celsius thì họ nói là cái số tiền này đó là không giống như là cái số tiền gửi để mà lấy lại cho nên người gửi đó được phép rút ra cho nên xin phép tòa án đó là cái số tiền khoảng chừng là 22,5 triệu đô la này là phải trả cho những người mà gửi cho sao sự để mà bảo quản dùm cái số tiền này đã không thể gặp chung với lại cái số nạn nhân còn lại được thì chúng ta chưa biết là quan tòa có cho phép hay là không nhưng mà điều mà thường muốn nhắc tới đây thôi là chúng ta đã nhớ là sao sự có cái lỗ hỏng tài chính là khoảng hai phẩy mấy tỷ đô la và họ có một số lượng tài sản còn lại À, và cái số đó họ thống kê không biết là họ đã tính luôn cái phần 22,5 triệu này chưa chứ còn nếu không đó thì 22,5 triệu này nếu như mà được duyệt ra thì sẽ trả lại cho những người khác à, và những nạn nhân còn lại đó thì à, cần phải phân chia cái phần nhỏ hơn Chúng ta vẫn chưa rõ hiện tại mà dựa theo tài liệu là có khoảng 64 người đang đòi lại cái số tiền 22,5 triệu này. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác liên quan đến Cali thì chúng ta cũng đã biết là ở Hoa Kỳ đó thì có tiểu bang New York là có cái bit license thì bit license rất là khó để mà có thể nhận được chỉ vài sàn giao dịch là có thể hoạt động ở New York mà thôi. Tại vì bit license này nếu không có thì các bạn không được hoạt động lĩnh vực crypto ở New York được. Ở Texas tôi nhớ cũng có cái uh, luật tương tự như vậy. Bây giờ Cali đó thì dựa theo cái uh, thông báo mới nhất là thống đốc Gavin Newsom đã chuẩn bị ký một cái dự luật. Dự luật này đó đã được thông qua cái quốc hội của Cali rồi. Thì đây là một dự luật liên quan đến crypto. Thì chi tiết hơn đó là dự luật này yêu cầu các sàn giao dịch crypto và các công ty crypto đã phải đăng ký giấy phép để mà hoạt động tại Cali. Nếu như mà trở thành luật đó thì khi nào mà thống đốc Gavin Newsom ký thì sẽ trở thành luật. Thì sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2025 Tôi muốn nhấn mạnh chỗ này tại vì thằng biết là cái tin tức này đó cũng đang rất là nóng và nhiều bạn cũng đang lo lắng nếu như mà luật này được thông qua thì có phải là những sàn như là Coinbase hay là Binance FTX phải ngưng hoạt động ở Cali hay là không thì không phải đâu. Luật này cho dù là được thông qua đi nữa đó thì vẫn sẽ chờ đợi đến năm 2025. Tại vì sao vậy? Tại vì cần thời gian đó để cho những cái sàn giao dịch có thể là nạp đơn để mà xin phép hoạt động ở Cali. À, tôi nghĩ là chủ yếu đây là một trong những bước tiến tới để mà Hình thức hợp thức quá crypto tại Cali mà thôi chứ không có nghĩ là có cái gì đó chúng ta nên lo lắng ở thời điểm hiện tại đâu. Chỉ là có một điều khác nữa cũng rất là thú vị đó chính là cho đến năm 2028 đó, thì các stablecoin chỉ được phát hành bởi một ngân hàng hoặc được cấp giấy phép bởi bộ đội mới và bảo vệ tài chính ở Cali mà thôi. À, chúng ta có thể uh, hiểu đơn giản đó là cái uh, dự luật này đó rất là dài và có nhiều phần và những phần này sẽ được uh, áp dụng ở nhiều năm khác nhau giống như năm 2025 thì sẽ áp dụng cái uh, luật liên quan đến là đăng ký để có bằng hoạt động ở Cali nhưng mà tới năm 2028 đó thì những cái stablecoin những đồng ổn định đó, một là được phát hành bởi ngân hàng còn hai đó là những công ty như USDC công ty Circle hay là công ty Tether cần phải xin giấy phép bởi uh, bộ đổi mới và bảo vệ tài chính ở Cali để được tiếp tục cung cấp dịch vụ stablecoin cho những cái khách hàng ở Cali Đây là cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nói chung thì chưa có gì cần phải lo lắng hiện tại Tới năm 2025 và năm 2028 thì mới có những cái luật như thế này Và tới đến đó tôi nghĩ là đủ thời gian để cho những cái công ty uh, nộp đơn để có thể có được giấy phép hoạt động ở Cali Tôi muốn cập nhật uh, liên quan đến Cardano với các bạn tại vì uh, chúng ta đã biết là Cardano bây giờ đã chỉ uh, chờ đợi để có cập nhật Vassal Harford mà thôi nhưng mà trong thời gian này đã lại có thêm một thông tin nữa đó chính là cuối cùng thì uh, sàn Robinhood đã list Cardano uh, dựa theo thông báo của sàn Robinhood như mà nhìn thấy trên màn hình uh, bây giờ các bạn đã có thể trade Cardano trực tiếp trên ứng dụng của Robinhood rồi đáng tiếc là chúng ta cũng không thấy cái uh, tài liệu này dẫn đến là giá cả Cardano có phản ứng tốt mạnh chúng ta được là tăng khoảng chừng 1,2% thì cũng tương tự như những đồng khác mà thôi và thêm vào đó đó thì Cardano vẫn đang chờ đợi những cái sàn giao dịch cập nhật phiên bản mới nhất để họ có thể là có cái hard fork Basel mà chúng ta đang chờ đợi thì dựa theo thông báo mới nhất của đội Cardano đó chúng ta có những sàn như là Bitrue, Bitmark, MEXC và sàn LCX đã sẵn sàng rồi à, nhưng mà chúng ta cũng có những sàn mà đang chuẩn bị giống như chúng ta có sàn Bitfinex sàn Hotbit, sàn Upbit, Kraken, OKX và Binance thì đang chuẩn bị để cập nhật qua phiên bản mới nhất. Nhưng mà có một sàn lớn ở Hoa Kỳ mà vẫn chưa làm gì hết đó chính là sàn Coinbase. Họ vẫn chưa sẵn sàng và cũng chưa chuẩn bị. Nó không biết là Coinbase đang chờ đợi cái gì. Nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất cho đến khi nào mà những sàn lớn cập nhật hết rồi chúng ta mới có cái Half of Basel này. Và nhiều người ước tính có thể là có cùng thời điểm với lại Ethereum The Merge ngày 15 tháng 9. Mà nói tới The Merge đó, chúng ta lại có thêm một ứng dụng nữa đã lên tiếng là chỉ ủng hộ cái mạng POS, Proof Stake của Ethereum mà thôi sau The Merge, đó chính là OpenSea. OpenSea thì các bạn cũng đã biết đây là một cái nơi giao dịch NFT lớn nhất hiện tại và OpenSea nói là chỉ ủng hộ những cái NFT ở trên mạng lưới Proof Stake mà thôi có nghĩa là nếu như mà trong trường hợp là mạng lưới của Ether bị tách chuỗi và có một chuỗi là sử dụng Proof Work, một chuỗi sử dụng Proof Stake thì những cái NFT trên cái chuỗi bị tách rời đó Proof Work sẽ không được hỗ trợ bởi OpenSea và đương nhiên đây không phải là cái dịch vụ duy nhất chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là Chainlink cũng đã lên tiếng nói là chỉ ủng hộ Proof Stake mà thôi, không ủng hộ Proof Work Ethereum Chúng ta cũng thấy những đồng ổn định như là cả hai đồng Tether và đồng USDC đều lên tiếng tương tự. Những cái dự án này họ lên tiếng làm gì để có thể là đẩy lùi hay là dập tắt những cái ý nghĩ là có thể là sẽ có một cái hard fork của Ethereum. Cho dù có đi nữa những dụng này cũng không có ủng hộ. Đó chính là thông điệp mà họ muốn chia sẻ ở đây. Và đối với một người mà thích Ethereum như bản thân thường thì cũng không có hy vọng là có một cái phiên bản hard fork Ethereum proof work tồn tại. Thường hy vọng chúng ta chỉ có một phiên bản là Proof Stake mà thôi Chỉ như vậy thì cộng đồng mới thật sự là ủng hộ chỉ một chuỗi Ether Và cộng đồng mới thật sự là tiếp tục cùng nhau gây dựng hệ sinh thái tốt hơn cho Ether Chúng ta cũng có một thông tin nhỏ hơn à, vẫn chưa hiểu là tại sao mà LG đó Chúng ta cũng biết là LG là một nơi mà bán nhiều cái sản phẩm Cái bàn sử dụng trong nhà đó Như xâm điện, cái bàn sử dụng trong nhà Thì à, uh, LG Electronics nói là họ sẽ hợp tác với lại Hedera Để mà tạo ra một cái ví crypto có tên là Walito, or Wallipto. Thân cũng không hiểu là tại sao họ muốn đưa ra cái phiên bản này vào quý 3 năm 2022 như là trong năm nay. Và đầu tiên hết đó, họ sẽ hỗ trợ cái uh, token HTS của Hedera. Nhưng mà sau này thì họ có thể là hỗ trợ nhiều token khác và dựa theo tài liệu thường nhận được đó, thì uh, những cái mặt hàng của LG À, thì sẽ có thể là tương tác với lại cái ví crypto này để làm gì thì vẫn chưa hiểu hiện tại. Nói chung thì ngay cả LV đó họ cũng à, chưa có biết là cái ví này và blockchain sẽ sử dụng như thế nào. Đây có thể là phát triển LG. Thông tin này đã cũng được nói tới khá nhiều nhưng mà cảm thấy không phải là thông tin gọi là lớn hiện tại. Và chúng ta cũng có một cái tin tức à, tin tức này đó được chia sẻ bởi Reuters. Thì Reuters nói đó là năm 2020, Bộ tài chính của Hoa Kỳ đó đã, đã hỏi thăm Sàn Binance đã gửi tổng cộng là 30 cái đòi hỏi đến sàn Binance để mà cung cấp những dữ liệu liên quan đến xác minh thân phận hay là chống lại rửa tiền. À, thì đây là thông tin mà được chia sẻ khắp nơi và nhiều người nói là sàn Binance bị Bộ Tài chính điều tra thì không phải đâu các bạn. À, cho đến bây giờ đã dựa theo những gì mà Thuận đọc được đó. Thứ nhất, đây là tài liệu đã có từ năm 2020 rồi không biết tại sao bây giờ Reuters mới chia sẻ các bạn thì được là đây là cái tài liệu đến từ những lá thư mà đã gửi đến sàn Binance cách đây 2 năm. À, và thứ nhì nữa là ngay cả bài viết này đó họ cũng nói là đó chỉ là đòi hỏi giấy tờ mà thôi chứ còn sàn Binance không có dấu hiệu gì hay là dẫn chứng gì cho thấy là đang bị điều tra hết. Và đương nhiên một số những bài viết như là bài này trên Blockworks thì uh, lại kết nối sự kiện này với lại sự kiện của sàn Bitmax, các bạn đã biết là sàn Bitmax uh, thì uh, đã có founder co-founder uh, đã bị tạm giam uh, một thời gian tại gia và sau đó đó là họ bị quản chế giống như là Otter Hayes à, cũng vì lý do là họ không có những cái luật uh, chống lại rửa tiền trên sàn Bitmax tôi không nghĩ là Binance thì giống như vậy và đối với thuần đây là một thông tin cũ thì Reuters đưa ra đó thì cũng có thể là muốn uh, tạo phết cho sàn Binance hay cái gì đó và có thể nhiều bạn uh, sẽ thắc mắc là tại sao chúng ta lại thấy những cái uh, nhà báo như là Reuters thường hay uh, tạo phết trên thị trường này mà không thấy những nhà báo lớn khác như là Forbes tạo phết thì đơn giản thôi tại vì các bạn đã biết là Forbes đã được đầu tư bởi Binance họ bỏ ra tới 200 triệu hồi tháng 2 của năm nay thì nói chung phần lớn của tạp chí Forbes là của Binance rồi cho nên làm gì có chuyện tạp chí Forbes nó xấu về crypto hiện tại cho nên khi các bạn đọc thông tin chúng ta cũng phải hiểu một chút về phía sau thông tin đó là gì và người chủ là ai và lý do tại sao Reuters là một trong những cái nhà báo mà thường hay nói xấu về crypto cũng giống như là multifu multifu cũng là một trong những cái nhà báo thường hay nói xấu về crypto. Để thương cho các bạn thấy, The Martifu là một trong những cái trang web à, phần lớn bài viết về crypto đó đều là không tốt. Thì câu hỏi đã đứng sau lưng những công ty này là ai và họ có thật sự là cái crypto hay là họ muốn tạo ra tin phớt để cho các bạn bán crypto của mình, họ có cơ hội để mà thu mua ở cái giá tốt hơn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn như là Binance, VK, Bybit và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn. Điên thê gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuân sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I got to have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, got to grab it. fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing got